Xin chào các bé, hôm nay chị Hà Tiêu rất vui khi được quay trở lại các bé trong chương trình review các sản phẩm đồ chơi tại Kid Plaza. Hôm nay trên tay chị đang cầm là một chiếc xe buýt ô tô trường học các em ạ. Hôm nay chị mang đến cho các em một món đồ chơi mới. Món đồ chơi này chính là chiếc xe buýt để chở các bạn học sinh từ nhà và đến trường hàng ngày em ạ. Với sản phẩm đồ chơi xe buýt trường học này có kiểu dáng rất là bắt mắt. Đồ chơi tốt lắm em ạ. Đây chính là chú lái xe để chở các bé đến trường học các em ạ. Chú có một bộ quần áo màu xanh. Chị Hà Tiêu đã lắp ghép xong hai chiếc ô tô và một chú cảnh sát kèm theo này là một cây cột an toàn giao thông các em ạ. Đây là hôm nay chị Hà Tiêu đã giới thiệu đến các bé xong một sản phẩm đồ chơi xe buýt trường học. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo.